Hai badminton lovers. Babak semifinal turnamen Yonex Sunrise Vietnam International Challenge 2024. Pada sektor ganda putri, kali ini ada wakil dari Thailand Laksika Kanlaha dan Patai Mas Muen Wong bertanding melawan unggulan satu asal Korea, Lee Yu Lim dan Shin Seung Chan. Trận đấu thứ tư trong ngày thi đấu bán kết hôm nay tại giải người Thái Lan, Kanlaha và Muen giao cầu ở điểm số thứ hai và đối đầu với Lee Yu Lim và Shin Seung Chan người Hàn Quốc. Và phòng thủ ở nội dung đơn nữ, trận đấu nội bộ của người Hàn giữa Shim Yujin hạt giống số 1 và người vừa thắng Kuriara đó là Kim Garam hạt giống số 2-1 trước cặp hạt giống số 1 Lee Sang Min và Chiu Sang Che. Để ghi tên mình vào trận chung kết, họ sẽ đối đầu với Terasakun và Muen Wong. Đập rất nặng. So với Lee Yu Lim thì Shin Seung Chan chơi trên lưới có phần tốt hơn ở những trận đấu đã qua. Ở trên sân số 2 thì lúc này đang diễn ra trận đấu ở thiếu chính xác. Quá hay của Shin Seung Chan. Nhưng cuối cùng thì cú cầu quá hay của Shin Seung Chan, nhưng bên phía Thái Lan còn hay hơn. Cuối cùng quyết định vô cùng kịch tính. Nguyễn Thu Hà, service judge Lê Quang Hòa. Sân số 2, đơn nam Iskan Leonardo Lam Bay. Lần này pha phong cầu What?
quả đập không qua lưới. Nhận được rất nhiều những sự cổ vũ của các khán giả có mặt tại nhà thi đấu Tây Hồ. Và cứu cầu rất hay. Vẫn còn trong cuộc. Quả phong. Thêm một pha cầu nhanh, vì thế mà bộ đôi bên phía Hàn Quốc đang dồn cầu cho Kanaha khá nhiều. Không tốt của tay vợt bên phía Thái Lan. Nhiều hơn những pha cầu bền và lượt rally dài của bốn tay vợt trong thời điểm khá nhạy cảm của trận đấu này. Những điểm oh!
pha phạt cầu. Lại là một pha cầu B. Thiếu một xu. Ta bỏ. Lại thiếu một chút lực. Cầu ngoài. Chín cho Can La Ha và Mu An Quông. Bỏ nhỏ thành công và tỷ số là 21-19. Đã sửa sai cho nhau và có được